khan tiếng, mất tiếng mạn tính rất là nguy hiểm. Vâng. Nói thế thôi trên những yếu tố như bác sĩ vừa trình bày ạ, chúng ta ai cũng có thể gặp phải. Vâng. Ví dụ như là yếu tố công việc, vì yếu tố công việc mình cứ cố gắng mình càng nói vâng, càng nhiều, càng rồi. Hát càng nhiều đúng không ạ? Vâng. Hay là vì những cái bệnh lý mà chúng ta chữa nó không dứt điểm, tại vâng. vì do công việc nữa một vâng. phần là như vậy. Vâng. Hay là những cái tác động bên ngoài, vâng. đặc biệt là canh nam giới ạ, đúng không vâng. ạ? Ví dụ như rượu bia, thuốc lá thì thường là cũng khó tránh. Vâng. Nhưng mà những yếu tố này lại chính là những yếu tố rất là nguy cơ dẫn vâng, đến cái đúng tình rồi. trạng mạn tính của chúng ta nó nguy Vâng. hiểm hơn. Vâng. Trong đó Lê Thông thấy bác sĩ có nhắc tới một đối tượng mà chắc có lẽ là ví dụ như là chính Lê Thông cũng Vâng. thế, Vâng. đó chính là những người làm MC ạ, hay Vâng. là những người làm ca sĩ, họ phải nói, Vâng. phải hát với một cái tần suất rất là nhiều. Vâng. Vậy thì thường thì người ta sẽ tìm ngay những cái phương thuốc ạ, Vâng. uống thuốc gì, uống thuốc như thế nào Vâng. để không ảnh hưởng đến nghề nghiệp thưa bác sĩ. Vâng. Thì chúng ta biết là đối với cái nghề nghiệp của chúng ta, tức là đối với nghề này thì nó sẽ liên quan đến cái cuộc sống của chúng ta, nên chính vì vậy mà mặc dù là có bệnh thì chúng ta vẫn vẫn phải duy trì hàng ngày, chúng ta vẫn phải nói, chúng ta vẫn phải hát và chúng ta sử dụng cái giọng nói rất nhiều. Và khi sử dụng giọng nói nhiều như vậy thì cái dây thanh âm của chúng ta nó càng bị tổn thương, tức là nó sẽ càng bị sung huyết này, nó sơ hóa này, nó viêm mãn tính, nó sơ hóa này, nó mọc ra những cái khối u thực thể ở trên dây dây thanh quản, và nó làm cho cái dây thanh quản của chúng ta nó độ khép mở, độ rung của nó sẽ hạn chế, nó sẽ bị hạn chế. Và như vậy thế thì trong những trường hợp này thì chúng ta cũng nên chú ý là đối với những người nói nhiều thì bên cạnh những cái công việc rồi thì ngoài ngoài bên ngoài thì chúng ta cũng nên làm sao mà cho cái dây thanh quản của chúng ta nó được nghỉ ngơi một cách hợp lý. Chúng ta cũng không nên lạm dụng là bắt nó phải hoạt động thường xuyên, và có những cái sự, và chúng ta nên có một cái luyện giọng đấy, để làm sao mà chúng ta có thể là mặc dù chúng ta vẫn có thể nói được hàng ngày và chúng ta có thể hát, nhưng mà nó phải làm cho chúng ta là có thể luyện, mà để cho nó không ảnh hưởng gì đến cái cách nói của chúng ta, làm sao để nó không ảnh hưởng nhiều đến cái Vâng. dây thanh âm. Thế và trong khi mà chúng ta phải nói nhiều như vậy thì chúng ta nên luôn là có những cái cốc nước ấm uống thường xuyên. Chúng ta chỉ cần những ngụm nhỏ thôi để nó giúp cho cái niêm mạc họng của chúng ta nó được ẩm này, nó được mềm mại này, và cái dây thanh âm của chúng ta nó cũng như vậy, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng tổn thương do cái tác nhân của chúng ta nói nhiều nó cũng sẽ đỡ hơn. Thế và ngoài ra thì chúng ta cũng vì do cái đặc tính của nghề nghiệp rồi, thế nên là chúng ta cũng nên có sẵn, ví dụ như là một số cái như là chúng ta có thể sử dụng những cái nước chanh mật ong này để chúng ta uống này, hoặc là chúng ta ngâm chanh mật ong đào này, hoặc là quất chưng, tất cả những cái đó để trong những cái dịp mà chúng ta nói nhiều, hoặc là chúng ta đã bắt đầu có cái cảm giác như là khi chúng ta nói là nó có đờm hoặc nó rè rè trong cổ họng, thì đấy là bắt đầu có những các cái dấu hiệu của ảnh hưởng đến cái dây thanh âm của chúng ta, nên là chúng ta nên có sẵn như vậy. Và đặc biệt là khi ngồi trong phòng máy lạnh thì chúng ta nên giữ ấm. Đối với những người đã nói nhiều rồi nhưng mà trong cái môi trường lạnh và điều hòa lạnh khô nữa thì nó lại là càng làm cho cái dây thanh âm của chúng ta nó bị thiếu dinh dưỡng, và nó sẽ gây nên những cái dấu hiệu như là phù nề, sung huyết, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái dây thanh âm của chúng ta. Vâng.